Lại nữa, này thiện hiện, vì sắc chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì thọ tưởng hành thức chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì sắc chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì thọ tưởng hành thức chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì sắc rốt ráo không, nên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh. Vì thọ tưởng hành thức rốt ráo không, nên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh. Do đó, bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì nhãn xứ chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì nhãn xứ chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì nhãn xứ rốt ráo không, nên chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh. Vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ rốt ráo không, nên chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh. Do đó, bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì sắc xứ chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì sắc xứ chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì sắc xứ rốt ráo không, nên chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh. Vì thanh hương vị xúc pháp xứ rốt ráo không, nên chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh. Do đó, bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì nhãn giới chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm xuyên sanh ra chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì nhãn giới chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì nhãn giới rốt ráo không, nên chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh. Vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra rốt ráo không, nên chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh. Do đó, bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì nhĩ giới chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì nhĩ giới chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì nhĩ giới rốt ráo không, nên chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh. Vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra rốt ráo không, nên chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh. Do đó, bát nhã ba la mật đa thanh tịnh.